xếp bán rời, mọi người có thể mua về và phối theo như ý thích của mọi người cũng được ha. Hoặc là phối như mình đang phối cũng đẹp. Em thấy cái lát ở phía dưới đó, đi lấy ra cho đi lấy. Phía dưới chân nó đi. Đó. Đúng rồi. Cho nó ra ngoài. Đúng rồi. Mọi người nhớ là cái áo này mình bán rời nha. Rồi cái đôi dép quay trong mà đi đang mang á, thực sự rất là dễ mang mà chỉ có 220 thôi. Đợt trước Hưng không có đủ hàng để Hưng bán, đợt này thì Hưng mới vừa về lại á, nên là chị nào chưa mua được thì inbox lại liền cho Hưng nha. Xếp này mặc rất là xinh luôn. Và ly còn một màu nữa nha. Còn màu gì vậy em? Màu hồng đúng không? Màu hồng thì phối với lại váy với váy quần ạ. Đúng rồi. Cái túi này là 310.000 nha mọi người, thật kỳ xinh. Đây cho mọi người coi hai màu túi nha. Cái túi nơ này rất là cưng này mọi người. Và cái dây của nó thì có vẻ là hơi dài một xíu. Cái lúc mà mình đi chụp hình đó thì mình phải cột cái dây lên một chút thì mình xài mới đẹp. Đó, rất là đẹp nha. Áo của Ly bao nhiêu hả? Áo của Ly là 250 nha mọi người. Hôm nay Hưng với Ly like sẽ cố gắng like nhiều thằng đẹp nên là mọi người đừng đi đâu hết nha. Và nhớ là trong trạng thái chốt đơn nha. Tại vì hôm nay á, chốt đơn mà nhanh gọn lẹ thì mọi người sẽ được tặng một cái, được giảm 20.000 một sản phẩm. Rất là lời ha. Rồi bây giờ chị nào mà fan đầm suông thì đừng nên bỏ qua cái đầm hôm đang mặc cho mọi người. Fan đầm suông nhớ là đừng bỏ qua cái mã đầm này ha. Và cái này mình sẽ phối thêm một cái túi nữa cho nó sống động nha. Cái này thấy được cái kia rồi. Rồi nếu như bạn nào chưa mua cái túi cói này để mà dịp hè này, dịp lễ này mọi người đi Nha Trang, Đà Nẵng hay là đi bất cứ nơi đâu, mọi người cần phải dán với lại một cái đầm maxi. Và đừng quên là mình phải có một cái túi cói hoa, túi cói như thế này để mình phải dán cùng với nó nha. Và cái đôi dép thật mét hôm nay cho mọi người xem rất là hot luôn. Đôi dép thật mét này là cái gì, ba màu này luôn. Chị Hinh ơi, dép chị Hinh bao nhiêu? Đây, dép của Hinh rất là đẹp nha. Rồi, bên luôn thì chị giá luôn nha. Đây, Hinh cho mọi người xem nha. Tại vì bình thường á, mà dép hợp mét á, là nó sẽ là dép bệt. Và mọi người, những cái người mà lùng như Hinh á, rất là ngại mang. Đó, nên là Hinh đợt này Hinh về phiên bản cao 3 phân. Phiên bản cao 3 phân rất là đẹp luôn. Hiện tại hình như là đang cũng không còn đủ size cho lắm. Giá luôn nha, Bí Linh ơi. Bí Linh cảm thấy vô bời rồi. Rồi cái đôi dép mà Huynh đang mang rất là xinh nha cả nhà ơi. Và cái bộ mà Huynh đang mặc cực kỳ đẹp nha. Cái đầm có dây chân dài luôn nha. Chốt túi 560. Chốt túi 560. Mọi người nhớ là chị Huynh ơi, dép chị Huynh bao nhiêu? 210 rẻ quá trời luôn. Rất là rẻ ha. 210.000 thôi, đừng có đắn đo gì hết. Bây giờ mua liền giùm Huynh ha. Rồi bây giờ mọi người chốt đơn cái đầm suông mà Hưng đang mặc nha mọi người, rất là đẹp. Hưng có tổng cộng 2 màu cho mọi người lựa chọn nha. Em chốt dép chị Hưng size 35, mọi người nhớ là inbox liền cho Hưng nha. Tại vì Hưng không biết là còn size 35 hay không á, thì nhân viên Hưng sẽ chốt đơn cho mọi người xem ha. Bài hồi nãy đó. Còn một màu nữa họa tuyết xanh cũng rất là đẹp, mình sẽ đi thay cái màu còn lại cho mọi người. Và với đầm suông mọi người yên tâm, khỏi đọc số ký luôn, thì tất nhiên là dưới 60 cân hoặc là 58 cân mặc đều đẹp ha. Bé Hương em quay lấy quạt qua thì chị, nó bị dính vô cái đầm ha, quay lại phía em á, nó bị hóc cái này váy cho chị rồi. Ok ha mọi người ha. Rồi bây giờ Ly sẽ vào màu cuối cùng. Váy Huynh đang mặc, bạn váy mặc, mọi người đợi một xíu nha. Cái váy này thực sự mặc rất là xinh luôn, mọi người phải chốt đơn cái váy này nha.
cận mét 210.000, rất là hợp. Bây giờ Hương sẽ đi thay màu xanh còn lại cho mọi người coi. Mọi người nhớ là hôm nay đồ cực kỳ đẹp luôn. Ủa trong room không có để này. Ly đang mặc màu cuối cùng của cái mã số 2 nha mọi người. Áo này có giá là 250, còn chân váy này có giá là 280 nha. Rồi, mọi người lưu ý là tất cả các sản phẩm ngày hôm nay sẽ được giảm 20.000 một món nếu như mọi người chốt đơn trong lúc em với Ly livestream nha. Mọi người nhớ là chốt đơn hàng tại cái livestream này sẽ được giảm 20.000 một sản phẩm, cho nên mọi người hãy nhanh tay lên nha. Và em có cái nón này. Cái nón này rất là xinh luôn nha cả nhà. Rồi, mọi người chốt đơn thì cho em xin đầy đủ thông tin nha mọi người. Để rỗi cho tôi. Em gặp chị Tây chưa? Rồi. Nhiêu em? 420 ạ. Rồi. Thật sự ngày hôm nay đồ nhiều đến mức mà không biết là có like kịp hay không. Nên là mọi người nhớ là phải theo dõi livestream từ đầu buổi đến cuối buổi nha. Tại vì còn ngoài việc theo dõi đồ mới cũng như là hàng mới, còn có thêm chương trình là giảm 20.000 một món. Và đặc biệt là ba bạn share livestream nhiều nhất sẽ được tặng áo thun vào cuối livestream này. Hình quên nhắc nãy giờ chứ. Mà mọi người nhớ là phải share livestream nhiều hơn nha. Thật sự cái set này rất là cưng luôn, mọi người nhớ mua ha. Và giá cũng cực kỳ bình dân. Ok ha, bây giờ Ly sẽ đi qua mã mới và mọi người nhớ là Hân sẽ nhắc lại màu sắc để cho mọi người chốt đơn cái tầm của Ly ha. Cái set của Ly đang mặc thì Hân có tổng cộng là 3 màu cho mọi người lựa chọn ha. Và cái đôi dép quan trọng là Ly vừa mới mang là dép này nè mọi người. Chỉ có 200.000 một đôi thôi. Cái đôi dép quan trọng này là 200.000 một đôi, rẻ ha. Rồi cái màu xanh Hân đang mặc cũng rất là cưng nha. Mấy chị đừng quên bỏ lỡ cái rằm màu xanh Hân đang mặc nha. Rồi Hân sẽ phối với lại đôi dép huyền thoại mà Hân bán được rất là nhiều là đôi dép này. Đôi dép này có giá là 300.000 một đôi và Hân có tổng cộng là 4 màu. Màu đen nè, màu đen, màu kem, màu đen, màu kem, màu vàng. Mẫu này cực kỳ hot luôn Hân luôn, mọi người nhớ chốt đơn thật là nhanh ha. Và gót của nó rất là lạ, Hân sẽ mang lên cho mọi người coi nha. Hello hai người đẹp, chào em Nguyễn Thị Thùy Vân. Rồi cái màu xanh á, cái thật sự là nếu mà trong phòng live thì mọi người sẽ chưa có nhìn rõ được cái bộ này nó đẹp như thế nào. Nhưng mà thật sự nếu như mọi người mua về mang sẽ rất là đẹp, mọi người nhớ phải mua ngay ha. Và nếu như mọi người đang chuẩn bị có chương trình dịp đi chơi xa thì đừng nên là mua kiến ha. Kiến của Hân hiện tại khoảng 2 ngày nữa Hân sẽ về hàng. Và cái này là kèm theo hộp đầy đủ luôn, nó như thế này nha mọi người. Hộp của nó là hộp Fendi, kính này của Fendi. Và nếu như mọi người mua thì nhớ là có giá là 800.000. Hàng order nha, tại vì chưa có sẵn. Đó, mọi người chốt đơn nhanh ha. Rồi ai chốt đơn set này nhớ chụp màn hình và inbox lại liền giùm em nha. Và tất cả hàng ngày hôm nay em với Ly Lai đều được giảm 20.000. Và đầm của Hân là mã số 04, giá là 420. Rồi néo Ly chỉnh cái máy. Được chưa? Rồi đầm này là đầm phong xuân nên cực kỳ dễ mặc ha. Tôi nghĩ là 60 cô mặc cũng vừa nữa. Và có chị nào mà có em bé mặc cũng đẹp nữa. Và cái form của nó rất là dễ mặc, chất rất là đẹp. Và nhớ giá của nó là 420.000 thôi ha. Rồi hôm nay ai thích những cái sản phẩm mà Hân với Ly livestream thì đừng quên chốt đơn ha. Đã chốt mã số 04 giúp cho Hân nha mọi người. Mã số 04 nha. Rồi cái này có hai màu nha. Rồi bây giờ Hân sẽ kết thúc cái mã này ở đây và mọi người nhớ giùm cho Hân là mã số 04 giá 420, hai màu. Màu như Hân đang mặc là màu xanh và còn màu hồi nãy Hân vừa mới like xong là màu đỏ. Và chất vải là chất mát rất là đẹp. Hân muốn gần cho mọi người xem chất nè. Mua hàng bên Hân thì cứ yên tâm về chất nha. Chất luôn đứng về hàng đầu luôn. Chị nào đặt kính thì nhớ là inbox cho nhân viên của Hân và nhân viên Hân sẽ chốt đơn order. Và nhớ là hàng không có sẵn nha. Cái kính là hàng không có sẵn. Hàng về từ 2 đến 3 ngày bên Hưng sẽ gom order lại ha. Giá là 800.000 một cái, kèm hộp tát mát đầy đủ luôn. Rồi ai chốt đơn đầm này chụp ngay màn hình và inbox lại liền nha. Rất là đẹp. Kính 800.000 đây mọi người, tiền nào của nấy nha mọi người. Rất là xinh ha. Kính này đợt trước Hưng mua hàng thiệt là tới 6 triệu lận đó nha mọi người.
Rồi bây giờ thì đến một cái set rất là tâm đắc. Cái set này rất là xinh nè mọi người. Chỉ có một màu thôi. Màu trắng. Cực kỳ tiểu thư. Set của Ly đang mặc thì một màu duy nhất luôn một nha. Một màu nha mọi người. Và có giá là 420.000. Rất là rẻ luôn. 420 mà mọi người nhìn cái set này nè, cực kỳ đẹp luôn. Rất là giống hàng thật luôn. Và ở trên này có một cái hoa nữa nha mọi người. Ly đang phối với lại cái túi Hermes 400.000. Túi này thì phối được rất là nhiều đồ luôn. Rồi chị Uyên Nguyễn đã chốt 01, chị Kim Yến đã chốt dép. À, chị Thanh Thanh đặt kính, mấy chị nhớ inbox cho Hinh nha. Tại vì hôm nay Hinh thấy là hàng rất là đáng để mua luôn á. Và cái set đen mà Ly mặc Hinh thấy cực kỳ đẹp luôn. Và mọi người nhớ là hàng bên Hinh á, là mọi người yên tâm về chất lượng nha. Tại vì cái set này Hinh cảm thấy Hinh đánh giá nó là 10 điểm cho mọi người. Vì rất đẹp, mọi người phải mua ngay ha. Và hôm nay mọi người nhớ là tất cả các sản phẩm Hinh với Ly livestream là hàng có sẵn. Và khuyến cáo là hết rất là nhanh nha.